Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một mẫu laptop mới của Dell, đó là sản phẩm Dell Inspiron 5593 Core i3-1005G1 với 4GB RAM, ổ SSD 128GB và đang sử dụng hệ điều hành Win 10. Laptop Dell Inspiron 5593 với lớp vỏ nhựa cao cấp màu bạc, viền máy mỏng, bo sát theo màng, thể hiện sự đẳng cấp sang trọng. Đây là một chiếc laptop phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên, giáo viên đang tìm một chiếc laptop hiện đại, trẻ trung với giá cả phải chăng. Màn hình của laptop Inspiron 5593 rộng đến 15,6 inch, độ phân giải Full HD với hình ảnh sắc nét, đem đến những thước phim vô cùng ấn tượng, phục vụ tốt nhu cầu giải trí, xem phim trên YouTube của bạn. Máy còn được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i3 thế hệ 10 mới ra mắt cuối năm 2019. Laptop Dell xử lý mượt mà những tác vụ văn phòng như Word, Excel, trình chiếu PowerPoint. Với ổ cứng rắn SSD 128GB, giúp máy khởi động siêu nhanh, sao chép, truyền tải dữ liệu nhanh chóng. Bộ nhớ trong RAM 4GB cho phép chạy đa nhiệm, chạy cùng lúc nhiều tác vụ mà không lo bị giật, lag. Laptop được trang bị thêm bàn phím phụ với đèn bàn phím rất tiện lợi khi nhập liệu tính toán và làm việc vào buổi tối. Laptop Dell Inspiron 5593 được thiết kế có đến 2 cổng USB 3.1, thoải mái kết nối với các thiết bị bên ngoài với tốc độ cao. Ngoài ra còn đầy đủ những cổng thông dụng như là HDMI, LAN, USB 2.0. Laptop Dell Inspiron 5593 đúng là một lựa chọn tuyệt vời phải không các bạn?